Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Yes, ok. Thì hôm nay mình sẽ chơi một con map bắt cua anh em ơi. Thì con map bắt cua này á, có cái gì đặc biệt mà mình phải chơi nào? Thì con map bắt cua này của một cái bạn này, bạn đó đã xây thêm một cái con nhân vật ở trong cái map này. Và bạn đó đặt tên cho cái map này là bằng cái tên của con nhân vật đó luôn. Đó chính là map bắt cua Noob Gate các bạn ơi. Chắc chắn các bạn sẽ biết đến con nút mấy con gì ta, con nút ghét đúng không, nút ghét net ghét nó ghét nước ghét nói chung là con á, mình thấy có nhiều bạn đọc tùm lum kiểu hết. Nói chung là mình sẽ đọc là nút ghét nha anh em. Ok, thì bạn đã xây một con map bắt cua dành cho nút ghét đó bạn ơi, thì mình sẽ chơi thử nha. Dạo gần đây á, mình không biết sao á nha, mà mình lên trên Facebook á, mình thấy có quá trời người đảnh để ảnh của nút ghét luôn. Mình nghe nói đây là một cái trào lưu do anh Dương FG ảnh tạo ra, ảnh bảo là các bạn fan của ảnh hãy để ảnh của nút ghét để chào mừng cái gì á, mình không biết nữa. Nhưng nói chung là mình lên Facebook á ha, là mình thấy một nùi luôn, những cái ông mà mình kết bạn á, có những cái ông mà đến tận 18 tuổi, 20 tuổi mấy ổng vẫn theo trào lưu mà ổng để ảnh của nút ghét nữa các bạn ơi. Thời luôn mấy ổng cũng ham vui hết sức. Nhưng mà mình nói thật luôn nha, là mình chưa thấy ai là fan cứng. Có nhiều fan cứng nha anh gì ta, anh Dương FG luôn á. Thời ảnh có nhiều fan cứng đến nỗi mà ảnh kêu fan của ảnh là đợi ảnh của nút ghét đi, mà fan của ảnh chịu đợi luôn mới ghê chứ. Chứ gặp mình bây giờ mình mà kêu mấy bạn là hãy đợi ảnh của skin của mình đi, chắc gì mấy bạn đợi đúng không hả. Nhưng mà anh Dương FG thì khác, anh Dương FG thì kêu là trời mấy em hãy đợi ảnh của nút ghét rồi. Một nùi luôn các bạn ơi, lên Facebook là một nùi luôn, quá trời ông luôn. Ông nào cũng đợi ảnh của nút ghét. Trời ơi, tôi thời luôn. Tôi lên Facebook ha, bạn của tôi á, mấy ông đổi ảnh của nút ghét. Thế là mình kiểu mình không biết được ông nào là ông nào luôn. Bình thường nó toàn để ảnh cái ảnh đại diện của nó không à, còn giờ nó đổi qua ảnh của nút ghét á. Cho nên là mình kiểu mình mỗi lần mình muốn nhắn tin á ha, là mình kiểu mình thấy ai cũng đợi ảnh của nút ghét, mình chẳng biết ông nào là bạn của mình, ông nào là người lạ luôn. Toàn là nút ghét. Nút ghét đã xâm chiếm thế giới các bạn ơi. Phải nồi thôi. Ây, té sắp mặt rồi. Trời ơi. Trời ơi là trời. À, bây giờ hồi nãy mình vô đây là mình chơi là mình thấy là cái ảnh đại diện là có cái tượng của con nút ghét, mình không biết. Ui, kia. À, mình thấy anh em. Đây là tượng của nút ghét nè anh em. Đó, thì nói chung là mình không có biết đọc cái tên này đọc sao cho đúng. Có bạn thì đọc là nút ghét, có bạn thì đọc là nút ghét, có bạn thì đọc là nút ghét, cho nên mình chẳng biết phải đọc sao hết. Nói chung mình cứ đọc là nút ghét đi anh em. Đó. Đây là tượng của nút ghét này anh em, phải nồi thật đó. Nói chung là mình cũng thuộc dạng là nước anh em, cho nên mình sẽ đọc là nước, hay là mình đọc là nước ghép ta. Và đây cái địch thật là nước quá đi, nước ơi là nước luôn bạn ơi. Bắt cua dễ ẹt vậy mà cũng té nữa thời. Ok, để mình qua mình coi cái tượng của nút ghép nha. Đó, hay là bây giờ mình thuộc dạng là mình bắt cua dở quá, mình là nước anh em, hay là mình đổi tên của nút ghép thành là nước núp ghét đi ta. Phải nồi. Nhưng mà cái tên đọc là núp ghét nghe nó kiểu nó hơi khó đọc sao nha. Lâu lâu mình đọc mình hay bị lẹo lưỡi á, mình kêu là nút ghét. Phải nồi. Ok, mình sẽ bắt cua qua đây thử. Ok rồi, qua được rồi nè. À, đây là tượng của núp ghét nè anh em. Wow, bạn này xây cũng khá là đẹp nha. Trời ơi, đẹp phải nồi. Đó, ông này cũng biết bắt chen ghê luôn á, xây tượng của núp ghét. Wow, ủa. Rồi bên đây giờ sao qua? Xa vậy sao nhưng sao nhảy qua được? What? Gì đây? Lít vào nút ghét để được qua bên kia. Ồ, phải rồi mấy bạn ơi. Nút ghét thần thánh vậy luôn hả? Lít vào người ổng cái là ổng sẽ cho mình qua bên kia luôn hả? Thần thánh vậy. Ok, thử hết coi. Ôi mấy bạn ơi, thì ra đây chính là sức mạnh của nút ghét anh em ơi. Trời ơi, phải rồi thôi cô. Ui, không thể nào tin được. Đây là sức mạnh của nút ghét. Lít vô người ổng cái là ổng cho mình qua đây luôn. Trời ơi, kinh vãi. Ok, để mình chơi coi. À, nếu bạn có thể vượt qua tất cả đường trung bình thì bạn mới có thể qua map nhé. Ok. À, có nghĩa là chỗ này là chỗ khó đúng không? Nút ghét xin chào. Ok, hello nút ghét. Hello, chào nút ghét nha. Trời ơi, mình là fan của bạn á nút ghét đây. Ok. Chỗ này còn cao thế. Phải rồi. Ok, mình sẽ cố gắng mình bắt cua thử cái chỗ này xem coi có qua được không nha anh em. Đó, mình sẽ cố gắng mình bắt cua để mình vượt qua cái map này. Thank you.
ơi, trời là trời. Từ nãy giờ không thể nào mà vượt qua nổi con Map này luôn các bạn ơi. Khó vãi. Đúng là cái ông nào ông ghi cảnh báo bên ngoài trước là các bạn phải vượt qua được cái này. Ê, trời ơi, không qua được luôn. Khó vậy trời. Chơi khó vậy ai chơi trời. Khó vãi. Ôi các bạn ơi, khó quá. Ok các bạn ơi, mình nghĩ là video nó đây cũng đã dài rồi. Có lẽ là mình đã bắt cua và mình đã tìm được cái tượng của nút ghét đây nè. Nhưng mà mình lại không thể nào mà mình vượt qua con map này được. Con map này khó quá, nó quá khó đối với mình. Bởi vì mình nước của mình bắt cua không có được. Mấy bạn nào mà đã vượt qua được con map này hãy bình luận cho mình biết nha. Ok, và mình nghĩ là mình sẽ chào tạm biệt anh em ở đây thôi. Và nếu như mà anh em thấy thích video này và thấy thích cái tượng nút ghét này sau lưng mình thì đừng quên nhấn vào nút bình luận cho mình biết là các bạn thích cái tượng nút ghét này nha. Ok, bye bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Và các bạn đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng theo đó là qua bên kênh YouTube của các thành viên trong team Hero, chính là anh Mr. Bịch, Timmy TV, Cao Môi TV, Mèo Simmy, Sammy Đào Khang Dừa và Kyron để đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Yêu anh em phải nói tạm biệt. Còn bây giờ thì mình không chơi nó đâu, trời khó quá, khó chơi quá, nhảy xuống dưới từ từ đây.